Chào mừng bạn đến channel Trải nghiệm Game. Tại một năm này, biết bao vị tướng tỏa sáng của từng thế lực trong Liên Quân. Chúng ta được tìm hiểu dần, vậy Thánh Điện, nơi trai xinh gái đẹp quy tụ nhiều nhất. Tại một năm này, có gì nổi bật với sức mạnh thần thánh? Cùng xem Cung Điện Ánh Sáng có tướng tài nào xứng đáng để anh em mua nhé. Ngay bây giờ cùng tìm hiểu top 5 tướng mạnh nhất mùa năm tại Cung Điện Ánh Sáng. Nào bắt đầu! Top 5. John là một vị tướng được ưa dùng tại các bậc rank thấp ở Liên Quân Mobile. Với kỹ năng dễ sử dụng, thích hợp với người mới chơi, khả năng cấu rỉa cực tốt từ nội tại và các chiêu thức phụ trợ giúp cho John có lợi thế trong giao tranh nếu có được vị trí bắn tốt. Chiêu cuối tên thần luôn tạo nên bất ngờ trên khắp bản đồ, nhưng đó là tất cả những gì John có thể làm. Thiếu cơ động, máu giấy khiến cho John đơn giản bị áp sát và hạ gục trong giao tranh. Đây là anh chàng soái ca nhất cung điện và lọt vào top 5 các vị tướng được tiên dùng nhất trong leo rank tại mùa năm này. Với thời đại xạ thủ lên ngôi thì đối với các kiện tướng của chúng ta, cứ là xạ thủ thì mạnh, nên việc các bậc rank thấp nói thẳng ra là rank kim cương còn gặp trận rank có lúc 2-3 xạ thủ, chứ nói gì rank thấp, nên việc John được trọng dụng là điều đương nhiên. Ưu điểm của John, ngoài việc ăn các mạng trợ thủ trên khắp bản đồ thì việc truy cùng diệt tận với John cực kỳ bá, nên anh em trước khi chơi John nên niệm câu thần chú đừng bắn trượt, đừng bắn trượt, để các pha tên thần luôn mang lại cho bạn các mạng trợ thủ quý giá đầu game. Đó chính là cách để một vị tướng như John có thể xanh nhanh nhất. Ngoài ra, bạn đừng quên John là vị tướng đẩy trụ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt khi có lính. Vì thế, nhớ tận dụng lợi thế từ vô tận tên của hắn ta. Như téo nát, tướng nào cầm cung đều mạnh cả. Những yếu điểm chính là máu giấy cần được bảo kê, chăm sóc và nâng niu. Chỉ cần được bắn trong giao tranh thì chắc rằng John là một xạ thủ siêu mạnh và late game. Top 4. Guido trở lại thời Hoàng Kim ở bản cập nhật trước. Với khả năng bắc giáp từ nội tại, việc Guido lên càng nhiều phép càng trâu, khiến cho vị tướng này có vị trí đứng trong rank cũng như đấu trường chuyên nghiệp. Điểm yếu chắc chỉ có chiêu cuối quá đơn giản bị phá và giảm sát thương phép thuật gây ra, khiến cho Guido ít được trọng dụng trong thời gian gần đây. Xu thế hiện nay của nhiều người chơi Guido luôn quen thuộc với lối chơi phun phép. Sự thật thì hiện nay chúng ta nên lên lối trang bị 3 công 3 thủ là ổn thỏa hơn cả. Đừng cố lên phun phép làm gì khi đội hình có pháp sư mà team lại thiếu chống chịu, bởi vì đôi lúc chúng ta có chơi sách giáo khoa quá không. Đừng quên Guido mùa năm này không còn khả năng bắc giáp từ nội tại, nên khả năng tạo giáp không còn mạnh như xưa, nên việc có thể bốc hơi cực kỳ đơn giản. Đừng thấy khó hiểu vì sao trong team không có chống chịu dù có Guido. Trước mùa 4 chúng ta quá quen với Guido chống chịu cho đội hình, nhưng sau đó và hiện tại ai đều cho rằng không cần phải lên chống chịu làm gì cả, phun phép là ổn, thì nên suy xét lại cho trọn vẹn và lựa theo tình huống mà chơi. Xanh quá thì ta phun phép, còn fail quá thì vừa chống chịu vừa chút phép đủ dùng. Đó là cách tối ưu nhất để Guido trở nên có ích trong mùa năm này. Top 3. Senel là vị tướng thứ 5 năm của Liên Quân. Senel đang thể hiện bản thân là vị tướng siêu mạnh, sinh ra để đi solo đường, đầu game, đầy lẻ và trợ thủ vô cùng mạnh. Sức mạnh của hắn ta đang được chứng minh tại giải đấu quốc tế AIC tại Hàn Quốc. Nói tới Senel là chúng ta nói tới các combo combo, còn có combo combo nào thì S chắc chắn là một cái clip riêng cho anh em. Sức mạnh của Senel là một vị tướng chống chịu và gây sát thương rất mạnh, khả năng đẩy lính tối ưu với bộ chiêu thức công thủ tốt, khá cơ động. Ưu điểm lớn nhất của hắn ta là chiêu cuối, đây là lá bài giúp đồng đội rất tốt trong giao tranh, khả năng châu bò cùng lượng sát thương bá. Cứ lên full trang bị chống chịu cho hắn ta, đừng lo thiếu sát thương, vì càng châu sát thương của hắn ta gây ra càng lớn. Việc KS các mục tiêu lớn không làm khó anh chàng này. Lưu ý chỉ nên vận dụng chiêu cuối với các tướng châu bò, tại sao không phải là tướng máu giấy hay là xạ thủ, bởi các vị tướng này rất cơ động, nói thẳng ra là các vị tướng đó máu giấy hoàn toàn có thể bốc hơi mau chóng trước khi Senel cập bến và cần di chuyển liên tục trong giao tranh. Mà điểm cần lưu ý của chiêu cuối này chính là chiêu cuối ấn ở đâu thì xuất hiện ở đó, có thể tạo ra hiện trạng chưa đến đối tượng bị lên bảng và chỉ còn bạn chống chịu với địch. Thứ hai, khả năng hồi máu theo phần trăm máu tối đa nên tác dụng với tướng chống chịu mới có tối ưu, nhưng còn tùy hoàn cảnh nhé. Nhớ biến hóa các combo combo quen thuộc của Senel, đó chính là Senel, Raudel và Alice. Đây là bộ combo bá đạo nhất, còn các combo khác em cập nhật sau. Tổng quan, đây là một tướng đi solo đường kiêm trợ thủ rất mạnh, anh em nên sử dụng, chắc chắn công việc trợ thủ không còn nhàm chán như vậy. Bạn có thể trở thành một thiên thần cứu vớt thực sự cho các đồng đội. Còn nếu bạn xanh, Senel có thể trở thành một vị tướng solo đường châu bò để đường một mình vô cùng bá. Nhớ mang theo trừng trị khi đi solo đường cho hắn ta, vì đó là meta, vừa giúp có khả năng khống chế làm chậm, vừa kiểm soát các mục tiêu lớn cướp các kiểu vô cùng bá, nhớ nhé. Còn nếu bị đi trợ thủ đi đường thì cứ mang hồi máu, còn thích choi bán mạng thì cứ bộc phá thôi, đó là tùy bạn.
vì vị tướng này khi sanh có thể cần tìm rất ba đó. Top 2, Tôn Tề Thiên Đại Thánh quả là đã trở lại với thời đại xạ thủ với sự gia tăng khả năng chí mạng. Và quan trọng, Tôn là một con bài khắc chế các xạ thủ, một combo với sát thương lan khiến cho vị tướng máu giấy của địch lên bảng. Nhưng việc Tôn mất khá nhiều thời gian trong việc gia tăng sức mạnh khiến cho Tôn ít được tin dùng, đó là sự thật. Việc một trận đấu có thể bị lan cầu tuyết mang trắng ở các bậc xếp hạng cao cực kỳ phổ biến, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất toàn bộ trận đấu một cách chóng vánh trong 10 phút. Nên việc lựa chọn các con bài mạnh mau chóng tại đầu game khiến cho Tôn bị lép vế và quên dần đều trong việc ưu tiên pick. Nhưng ở các bậc rank thấp thì lại khác. Việc có thể lan cầu tuyết không nhiều, mà đa số các trận đấu dây dưa lâu dài đến cuối game, nên việc vận dụng Tôn rất hiệu quả kiểu quân tử báo thù 20 phút chưa muộn. Nên việc Tôn ở các bậc rank bạch kim trở xuống siêu mạnh, có 3 điểm chúng ta cần lưu ý với Tôn. Thứ nhất, hắn ta nếu sang đầu game đều cực mạnh, đừng tưởng chỉ ở cuối game. Thứ hai, dù fail ra sao nhưng chỉ cần đánh đến khi hai bên đủ trang bị, lúc đó Tôn có thể cất cao tiếng và rất đáng sợ. Thứ ba, Tôn máu giấy có thể bị khắc chế bởi cống chế. Chỉ cần nắm được 3 điểm này, chắc chắn việc sử dụng Tôn để gánh team của bạn hoàn toàn ổn thỏa. Nên nếu nói về late game, đa số kiện tướng lựa chọn Tôn vì đây là vị tướng ăn mega kill không vừa, nhất là cuối game. Top 1, Raudel là lướt nhờ con đường sám hối và đôi cánh thuần khiết, giúp cho Raudel cực kỳ cơ động và hồi máu tuyệt vời. Cộng thêm sát thương chuẩn giúp cho Raudel dù có lên các món phòng thủ vẫn tạo ra một lượng sát thương cực lớn. Không chỉ vậy, khi được bay lượn trong đài phán xét thì Raudel có thể trở thành một thiên thần hạ gục mọi đối thủ. Chính vì vậy, hiện tại Raudel là một trong các pháp sư đường dứa được tin dùng nhất trong các trận đấu chuyên nghiệp, khó bị hạ gục, có thể lật kèo tốt trong các kèo 1v2. Đó chính là các ưu điểm được nhiều người ca tụng nhất ở vị tướng này, là điều mà được nhiều người chứng minh và hoàn toàn xác thực. Raudel luôn là con bài được ưu tiên. Điểm hay của vị tướng này chính là phối hợp cùng đồng đội tốt, hoàn toàn phù hợp với nhiều đội hình. Đặc biệt đây là tướng pháp sư kết hợp tốt nhất với các trợ thủ như Alice cùng trợ thủ mới nổi hiện nay là Sennel, nên việc được chơi của Raudel càng tăng cao khi có sự hiện diện của hai vị tướng trợ thủ này trong đội hình. Các bạn đừng quên lưu ý nhé, có một trong hai con là đủ bá cho Raudel chơi và tung bay thoải mái trong tranh rồi, là một trong hai vị tướng đẹp nhất của cung điện ánh sáng. Việc nổi trội không lạ vì đây là đại thiên sứ. Các bạn có thể cảm thấy sự trùng hợp ở đây khi Sennel cùng Raudel chính là hai cặp bài trùng của cung điện, đều là hai thiên sứ có cánh bá cháy. Chắc chắn đây là hai cặp bài hot nhất tại mùa năm này. Nhớ cùng đồng bọn lướt sớm hai vị tướng này, chắc chắn công việc đeo đanh của bạn được rút ngắn đi rất nhiều. Trên đây là top 5 tướng mạnh nhất mùa năm tại cung điện ánh sáng. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Ok, chơi thẳng mặt luôn. Nệ nào, xem ai khỏe hơn nào, Clash. Hay lắm, đánh diu. Wow, chú cuối à. Tiếc quá, không cứu được thanh niên kia. Không đánh AD mà, dưới hơi sâu thì ra không cứu được. Quất luôn. Cùng hành cá nào. Đấy, có cái diều này bắn kiếm sướng rồi anh em. Quất trong trụ luôn. Nguyên nào. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.